Câu chuyện về Việt Ke là một câu chuyện tình. Câu chuyện tình yêu này bắt đầu vào một ngày đẹp trời cũng như bao nhiêu câu chuyện tình khác. Ngày đó, 5 năm về trước, mối lương duyên giữa một cô sinh viên chưa chồng với những người sản phụ đã được bắt nguồn từ tình yêu thương của nữ sinh này với người chị gái vừa sinh của mình. Sự đồng cảm và mong muốn được chia sẻ và chăm sóc những người phụ nữ vừa hoàn thành sứ mệnh cao cả đã thúc đẩy cô sinh viên năm 2 theo đuổi ước mơ của mình, mong đem lại một dịch vụ thật tốt để chăm sóc phụ nữ sau sinh. Nhưng có lẽ mơ ước này sẽ chỉ được cô nữ sinh giấu kín trong lòng nếu không có cơ duyên cho cô gặp được bà Tôn Nữ Thị Tâm, một bà mụ tại Huế đã nhìn thấy nhiệt huyết và cái tâm trong cô gái trẻ này. Cứ như thế, tình yêu thầm lặng đã ngày qua ngày nảy nở mãnh liệt hơn qua từng kinh nghiệm, phương thuốc mà bà Tôn Nữ Thị Tâm truyền lại cho cô. Để rồi 5 năm qua, người phụ nữ trẻ này đã kết chặt cuộc tình giữa mình và sản phụ. 5 năm qua chứng kiến sự phát triển vượt bậc của thương hiệu, luôn lấy cái tâm làm tôn chỉ hoạt động của mình. Hiện Việt Ke đã có 3 chi nhánh chính với gần 50 nhân viên tận tụy và tâm huyết với nghề, là một công ty đi đầu và uy tín nhất Việt Nam trong công cuộc chăm sóc phụ nữ trước và sau sinh. Với sự tiếp sức của một tập thể đồng lòng và đam mê với công việc, tương lai tươi sáng của Việt Ke còn ở phía trước. Sinh nhật 5 năm đánh dấu một bước chuyển mình của Việt Ke với một hình ảnh hoàn toàn mới, trẻ trung, chuyên nghiệp và sẵn sàng tiếp nối di sản và tình yêu của cô nữ sinh năm xưa truyền lại.